Kính bạch sư cho con hỏi, con có đọc nhiều bài viết của nhiều độc giả với ý kiến cho rằng bát kính pháp không do Phật chế định và nên bãi bỏ bát kính pháp vì hạ thấp vai trò của phụ nữ, không phù hợp với nam nữ bình quyền trong thời đại ngày nay. Con cũng đọc được một bài viết từ năm 2010 từ Thư viện Hoa Sen về việc ni giới Đài Loan vận động loại bỏ bát kính pháp. Xin sư cho ý kiến về vấn đề này để chúng con được hiểu cặn kẽ hơn về bản chất của bát kính pháp. Có một cái mà quý vị nói thì nó cũng, theo cá nhân sư thì nó cũng không có sai. Đó chính là bát kính pháp thì không phù hợp với nam nữ bình quyền trong thời đại ngày nay. Chính vì như thế, ni đoàn không còn phù hợp để tồn tại trong thời đại ngày nay. Đơn giản thôi. Một cái không còn phù hợp với đời, với xã hội hiện tại nữa thì nó không còn cần thiết để tồn tại nữa. Giống như cái đuôi của mình vậy, loài người ấy, lúc mình tiến hóa thì theo thuyết tiến hóa thì mình có cái đuôi, tức là cái ngay cả trong phôi thai của mình nó cũng có cái xương đuôi, đúng không? Mà về sau do con người đứng thẳng rồi, không cần cái đuôi nữa. Thì như vậy cái đuôi nó trở thành một thứ không cần thiết. Và như vậy thì con người nó không còn đuôi, thì cái như vậy cái đuôi nó không còn cần thiết cho thời đại ngày nay nữa, cho loài người hiện tại nữa, thì cái đuôi nó cũng không cần tồn tại nữa. Đơn giản vậy. Cho nên là với những vị nói là bát kính pháp không còn phù hợp với nam nữ bình quyền trong thời đại ngày nay, sư giơ hai tay đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Chính vì sư đồng ý cho nên là do đó ni đoàn cũng không còn cần thiết để tồn tại nữa, bởi vì không còn phù hợp nữa. Đơn giản thế thôi. Bởi vì sự tồn tại của ni đoàn là bắt buộc phải có bát kính pháp. Mà bây giờ bát kính pháp con không còn phù hợp thì ni đoàn cũng không còn phù hợp nữa. Tại sao mà mình cứ đòi cái này mà mình gọi là cái gì mình cũng muốn hết thì không có chuyện đó. Còn nếu như mà quý vị nói cái bát kính pháp mà do không phải do không do Phật chế định á, cái người đó đó làm ơn làm phước đi học lại luật giùm sư về sự xuất gia của ni đoàn. Chứ bây giờ mình không còn gì để nói hết á. Cái người mà nói bắt kính pháp không do Phật chế định, mình không còn gì để nói với họ hết. Tại vì rõ ràng á, mở giùm sư cái tặng luật nghe, tặng luật phân tích giới tỳ kheo. Đây sư mở nè. Tỳ kheo ni của ngài Indachanda. Phẩm đây. Như vậy là nằm ở trong tiểu phẩm 2 của tạng luật
Tạng luật thì chúng ta có phân tích giới tỳ kheo, phân tích giới tỳ kheo khưu ni, đại phẩm và tiểu phẩm, thì nó nằm trong đại tiểu phẩm 2 chương tỳ khưu ni ha. Đây nè, tụng phẩm thứ nhất là có nói về 8 trọng pháp. Đó. Rồi. Thì ở đây nè, này Ananda, nếu bà Maha Pachapati Gotami thọ nhận 8 trọng pháp, hãy đề xem chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà. Và thế là Đức Thế Tôn trình bày 8 trọng pháp mà một vị ni phải nhận lãnh. Nếu không nhận lãnh thì không được tu lên bậc trên, tức là không được lên tỳ kheo ni. Cho nên là một vị mà từ bỏ cái 8 trọng pháp thì xem như vị đó từ bỏ cái tỳ kheo ni. Do đó đó, cái ý kiến là bây giờ bát kinh pháp không còn phù hợp nữa với thời đại ngày nay thì sư đồng ý, sư lặp lại một lần nữa, sư hoàn toàn đồng ý. Chính vì điều đó tỳ kheo ni cũng không còn phù hợp nữa. Tại giờ bắt bà ni mà 100 tuổi hạ mà phải quỳ đảnh lễ một vị tỷ kheo tăng mà vừa xuất gia thì người ta khó chịu, nó không chịu nổi đâu. Cho nên là cái ý kiến đó là cũng là một ý kiến đáng để tham khảo ha. Rồi. Và hơn nữa là ở trong Phật giáo Nguyên Thủy thì tỷ kheo ni sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 500 năm thì đã không còn tồn tại nữa. Cho nên cái chuyện này bây giờ đối với Phật giáo Nguyên Thủy lôi ra nói chuyện thì nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm ha. Còn một số nơi mà vẫn còn thì có thể xem xét lại, xem xét lại là cái này có còn cần thiết hay không thì do các vị đó sẽ quyết định. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.